Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dạy các em toán lớp 7 sẽ kết nối chiều hướng của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hà Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hà Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 16 tam giác căn đường trung vực của đồng hành. Như giờ trong bài học này mình sẽ một làm quen với một số khái niệm hoặc ngữ tam giác căn và đường trung vực. Mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng nhận biết được tam giác căn, giải thích tính chất của tam giác căn, nhận biết khái niệm đường trung trực của một đồng hạng và các tính chất cơ bản của đường trung trực. Mình sẽ vẽ đường trung trực của đồng hạng bằng các dụng cụ học tập. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi: kiến trúc sư vẽ bản thiết kế ngôi nhà hình tam giác theo tỷ lệ 1/100. Biết rằng ngôi nhà cao 5 m, chiều ngang bề mặt sàn rộng 4 m và hai mái nghiêng như nhau, các em thì trên bản thiết kế như thế nào? Làm thế nào để xác định được chính xác điểm C khi hiện định của ngôi nhà? Như mình sẽ quan sát ngôi nhà này sẽ có dạng hình tam giác. Và hình tam giác này sẽ có AB bằng 4 cm, chiều cao sẽ là 5 cm. Như vậy là mình thấy là ngôi nhà này sẽ có AC và BC bằng nhau. Và góc A sẽ bằng góc B. Như đây chính là dạng tam giác căn ABC, căn tại C, đúng không nào? Tam giác mà có hai cạnh bằng nhau hoặc là hai góc bằng nhau thì người ta gọi là tam giác căn, và hai cạnh bằng nhau thì đỉnh ở trên chính là đỉnh chung tam giác căn tại đỉnh C, đúng không nào? Giờ tiếp theo mình sẽ học số 1 về tam giác căn và tính chất. Tam giác căn là tam giác như thế nào? Thì tam giác căn là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Mình sẽ quan sát hình 4.58 thì tam giác ABC mình có AB bằng AC, có nghĩa là mình kết luận đây là tam giác căn vì có hai cạnh bằng nhau. Và tam giác căn hai cạnh này có chung một đỉnh, thì đỉnh chung này chính là người ta sẽ gọi là tam giác ABC căn tại A, có nghĩa là AB sẽ bằng AC. Như vậy trong hình 4.58 thì tam giác căn ABC có AB bằng AC được gọi là căn tại đỉnh A. Hai cạnh AB và AC gọi là hai cạnh bên nhé. BC gọi là cạnh đáy. Góc B và góc C gọi là hai góc đáy. Gọi A là góc ở đỉnh. Như vậy tam giác căn này thì mình gọi là tam giác căn đỉnh A, vì A mình sẽ có hai cạnh AB bằng AC. Hai cạnh này gọi là hai cạnh bên, cạnh phía dưới người ta gọi là cạnh đáy. Góc B và góc C gọi là hai góc đáy và góc A được gọi là góc ở đỉnh. Như vậy là mình sẽ làm quen với một số khái niệm là cạnh bên, đúng không nào? Hai góc đáy và góc ở đỉnh. Góc đỉnh A, góc ở đỉnh, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi dưới này. Em hãy nêu tất cả các tam giác căn trong hình 4.59. Với mỗi tam giác căn đó em hãy nêu tên cạnh bên này, cạnh đáy này, góc ở đỉnh và góc ở đáy của chúng. Giờ hãy sẽ làm câu hỏi này. Giờ các em xem quan sát hình xem có tam giác nào bằng nhau. Tam giác này mà có hai cạnh bên bằng nhau. Trước hết là tam giác ABC trước nha. Khi tam giác ABC thì mình thấy là có AB bằng 3 cm, AC cũng bằng 3 cm. Như vậy tam giác ABC chính là tam giác căn tại A, đúng này. Như vậy trước hết là tam giác ABC căn tại A. Có gì mình sẽ có là AB và AC là hai cạnh bên, đúng này. Mình có gì nữa? BC sẽ là cạnh cạnh đáy. Có góc C và góc B là hai góc ở đáy. Mình sẽ có góc B và góc C là hai góc ở đáy.
Đúng nè. Và mình sẽ có góc E. Là góc ở đỉnh. Là góc ở đỉnh. Giờ tiếp theo mình sẽ xem tam giác nào là tam giác căn nữa. Tiếp theo mình sẽ quan sát tam giác ABD. Tam giác ABD thì mình thấy là có AB bằng AD, đều là bằng 3 cm. Như vậy tam giác ABD sẽ căn tại A. Tam giác ABD căn tại A. Còn mình sẽ có AB, AD là hai cạnh bên. AB và AD là hai cạnh bên. Tiếp theo thì mình sẽ có là BD là cạnh đa. Tiếp theo mình sẽ có góc B và góc D là hai góc ở đây. Góc B và góc D. Là hai góc ở đây. Và mình sẽ có góc nào là góc ở đỉnh thì chính là góc E là góc ở đỉnh, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát xem tam giác nào sẽ là tam giác căn được. Tiếp theo mình sẽ quan sát tam giác ACD. Tam giác ACD thì mình thấy là có AC bằng 3 cm, AD cũng là 3 cm. Như vậy đây là tam giác căn tại A luôn. Tam giác ACD căn tại A. ACD căn tại A. Như vậy có nghĩa là AC và AD là hai cạnh bên. CD sẽ là cạnh ở đây. Tiếp theo mình sẽ có góc C và góc D là hai góc ở đây. Và mình sẽ có góc A chính là góc ở đỉnh luôn, quỹ căn tại A, đúng không? Như vậy mình trả lời xong câu hỏi nha. Giờ như vậy là phần trả lời câu hỏi các em thứ ba. Các em sẽ bấm hết video hãy biết các em thứ ba nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần hoạt động 1. Tính chất của tam giác. Hoạt động 1, quan sát tam giác căn ABC tại A, hình 4.60. Lấy D là trung điểm của đồng hạng BC. Chứng minh rằng là tam giác ABD bằng tam giác ACD theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Mình sẽ quan sát hình 4.60 khi mình thấy là có tam giác ABC căn tại A, có nghĩa là AB sẽ bằng AC, đúng không?
Giờ D là trung điểm của đoạn BC, có nghĩa là DB sẽ bằng DC. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Thì mình kết luận được là giờ bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau chứ. Câu A. Xét hai tam giác. ABD và ACD. Còn mình sẽ có AB bằng FC. Vì sao? Vì tam giác ABC căn phải A. Đúng này. Giờ mình sẽ có là BD bằng CD. BD bằng CD. Vì sao? Vì D là trung điểm của BC. Đúng này. Giờ cuối cùng mình sẽ có AD là cạnh chung. Nên mình kết luận là vậy. Hai tam giác ABC và ADC sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Tam giác ABD bằng tam giác ACD theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B người ta hỏi là hai góc B và C của tam giác ABC có bằng nhau hay không? Thì mình thấy là hai tam giác này bằng nhau nên mình sẽ kết luận là góc B sẽ bằng góc C. Đây là hai góc tương ứng, đúng không? Giờ câu B. Như giờ mình trả lời là giờ hai tam giác này bằng nhau nên mình sẽ có góc B bằng góc C. Đây là hai góc tương ứng, đúng này. Giờ như là mình xong hoạt động 1 nha. Giờ hoạt động 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm nút video thì biết là các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua hoạt động 2. Cho tam giác MNB phở có góc M bằng góc N. Vẽ tia phân giác BK, B phở K của góc MB phở N, K thuộc MN. Chứng minh rằng MKP phở sẽ bằng NKB phở. Mình sẽ quan sát hình 4.61. Như vậy là mình sẽ quan sát hình này khi mình thấy là
Tam giác M, N, B, phở. Mình sẽ có góc M bằng góc N nè. Được này. Giờ người ta cho BK là tia phân giác. Có nghĩa là góc bên đây sẽ bằng góc bên đây. Bây giờ mình sẽ chứng minh là hai góc MK, B, phở. MK, B, phở có nghĩa là góc K bên đây bằng NK, B, phở là góc bên đây. Đúng không? Như vậy mình sẽ xét hai tam giác này thì tổng ba góc này sẽ bằng 180. Tổng ba góc này cũng bằng 180. Mà góc này bằng góc này. Góc này bằng góc này, nên kết luận hai góc này sẽ bằng nhau. Đúng Như vậy câu này các em trả lời như sao? Mình sẽ làm câu này. Xét hai tam giác. MKB phở và NKB phở có. Như vậy mà sẽ có tổng ba góc này. M mình có tổng ba góc. Như vậy mà sẽ có góc M cộng cho góc B phở. B phở bên đây chính là em B phở K. Góc em B phở K cộng cho góc góc K bên đây chính là em M K B phở. Giờ tổng ba góc bên đây sẽ bằng tổng ba góc bên đây. Như vậy sẽ bằng góc N. Cộng cho góc B phở bên đây chính là N B phở K. Giờ cộng cho cái góc K bên đây chính là N K B phở. Tổng ba góc cho một tam giác, đúng không? Đúng rồi. Tổng ba góc này bằng 180, tổng ba góc này cũng bằng 180 nên hai cái tổng này sẽ bằng nhau. Mà mình có cái gì nữa? Mình sẽ có góc M bằng N. Mình sẽ có góc M bằng N. Đây là kheo giả khuyết đúng không? Và mình sẽ có cái gì nữa? Mình sẽ có góc B phở này bằng góc B phở này. M B phở K sẽ bằng N B phở K. Vì sao? Vì BK là tia phân giác của em PN. Vì BK là tia phân giác của góc em P phở em. Đúng này. Như vậy tổng hai cái tổng này bằng nhau. Mà em M bằng N. B phở này bằng B phở này. Mình kết luận là CG là K này sẽ bằng K này. Đúng này. CG. Mình sẽ được là góc K này sẽ bằng góc K này.
MKP góc MKP sẽ bằng góc NKP. Đúng này. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì mình sẽ chứng minh là tam giác MB phở K bằng tam giác NB phở K. Giờ mình sẽ xét hai tam giác MB phở K. Xét hai tam giác MB phở K và NB phở K có cái gì? Vậy là hai tam giác này khi mà sẽ có cái góc này bằng góc này, đúng này. Góc B bằng góc B, QBK là tìm bằng gì? Đúng này. Như mà sẽ có cái này. Đúng này. Hai góc B bằng gì? QBK là tia phân giác của MNP. Giờ mình sẽ có BK là cạnh chung. BK là cạnh chung. Giờ tiếp theo mình sẽ có gì nữa? Mình sẽ có góc K này bằng góc K này. Đúng này. Chứng minh chưa? Giờ như mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, đúng này. Vậy tam giác MB phở K sẽ bằng tam giác NP phở K theo trường hợp là góc cạnh góc. Giờ như là mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C. Giờ câu C thì người ta hỏi là tam giác MNB phở có căn tại B hay không? Thì mình thấy là tam giác này sẽ có cái gì? Mình sẽ có là MB phở bằng NB phở. Nên đây là tam giác căn tại B. Đúng không? Như vậy câu C các em trả lời như sau. Giờ do hai tam giác này bằng nhau. Nên mình sẽ có là MB phở sẽ bằng NB phở. Hai cạnh tương ứng, đúng này. Giờ như mình sẽ kết luận là vậy. Tam giác ABC. Vậy tam giác MNB căn tại B phở, đúng không? Vậy tam giác M N B phở căn tại B phở. Vậy tam giác em nên B phở sẽ căn tại B phở nha. Giờ như là mình xong hoạt động 2 nha. Giờ hoạt động 2 các em hiểu bài thì các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo là phần ghi nhớ.
Cho một tam giác căng thì hai góc ở đáy sẽ bằng nhau. Ngược lại, cho một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó sẽ là tam giác căng. Như vậy mình nhớ là tam giác căng sẽ có hai góc đáy bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau, đúng không? Và ngược lại, một tam giác có hai góc đáy bằng nhau thì mình kết luận là tam giác căng. Hoặc là một tam giác mà có hai cạnh bằng nhau thì cũng là tam giác căng luôn, đúng không? Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 1. Câu luyện tập 1, người ta kêu mình tính số đo các góc và các cạnh chưa biết của tam giác DEF trong hình 4.62. Mình sẽ quan sát hình 4.62 thì người ta cho là tam giác DEF. Mình sẽ có là DF bằng 4 cm, EF bằng 4 cm. Góc góc E này sẽ bằng 60 độ. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ tính những cái cạnh và góc còn lại. Giờ trước hết mình sẽ xét tam giác. Xét tam giác DE. Mình thấy là có là DF sẽ bằng E, đúng không? DF sẽ bằng E. Quy đều bằng 4 cm thôi. Nên mình kết luận là tam giác DE căng tại F. Như vậy tam giác căng tại F thì mình suy ra là góc D sẽ bằng góc E bằng 60 độ. Suy ra góc D sẽ bằng góc E. Góc D sẽ bằng góc E bằng 60 độ. Đây là tính chất của tam giác căng. Đúng rồi. Giờ mình sẽ có góc này 60 độ, góc này 60 độ, 10 độ mình sẽ tính được góc này. Đúng rồi. Như vậy ta có tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ, nhưng mà sẽ có góc D cộng góc E cộng góc F sẽ bằng 180 độ. Đúng rồi. Đây là ba góc cho một tam giác. Nên tổng sẽ chúng sẽ bằng 180 độ. Đúng rồi. C. Giờ bây giờ mình sẽ tính góc F nha. Góc F sẽ bằng giờ 180 độ trừ giờ trừ cho góc E, trừ cho góc D và trừ cho góc E luôn. Ba 180 độ trừ cho 60 độ, trừ tiếp cho 60 độ. Giờ 180 trừ 60 trừ 60 thì còn 60 độ. Như vậy là góc F sẽ bằng 60 độ. Còn là cạnh nào mình chưa tính? Bây giờ mình cần tính DE nữa. Như vậy mình sẽ có góc mình có là góc E bằng góc F, đúng không? Quy đều bằng 60 độ. Vậy góc E và F bằng 60 độ ha, đúng không? Góc E bằng góc F. Quay đều bằng 60 độ ha, đúng không? Nên mình kết luận là tam giác
Đề căn tại nhi là góc E và góc F bằng nhau, có nghĩa là đây là tam giác căn tại D. Nhi là tam giác căn tại D có nghĩa là DE sẽ bằng D, đúng này. Vậy DE sẽ bằng D bằng 4 cm. Giờ như là mà tìm đã được góc D, góc D bằng 60 độ và cạnh D cũng bằng 60 độ, góc E bằng 60 độ. Đúng. Như là mình xong luyện tập 1 nha. Giờ luyện tập 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Như vậy đây là một tam giác căn mà có một góc bằng 60 độ. Lúc này tam giác này sẽ biến thành tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau đều bằng 60 độ, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ có nhận xét là tam giác DEF có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau, đó là một tam giác đều. Tiếp theo mình sẽ đến phần thử thách nhỏ. Một tam giác có gì đặc biệt nếu khỏa mãn một trong các điều kiện sau? Tam giác có ba góc bằng nhau. Như vậy tam giác có ba góc bằng nhau thì người ta gọi là tam giác gì? Chính là tam giác đều, đúng không? Tương tự tam giác căn có một góc bằng 60 độ. Khi cũng chính là tam giác đều. Giờ như là mình xong phần khử khách nhỏ nha. Phần khử khách nhỏ các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết hãy biết là các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ nó xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng thì hãy bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hẹn chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.